Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Influencer danh từ người có tầm ảnh hưởng. Đây là những người nổi tiếng, tạo xu thế, có sức ảnh hưởng lớn đến với cộng đồng. Các influencer có thể là sao showbiz, hot Instagram, beauty blogger, vlogger nhìn chung là được nhiều người biết đến trên diện rộng. anti danh từ người tẩy chay. Đây là nhóm người không thích thậm chí là ghét bỏ một influencer nào đó. Họ thường xuyên chê bai tẩy chay hay bị bôi đối tượng trong mọi hoàn cảnh, vì mọi lý do hoặc chẳng vì lý do gì. Họ cũng thường tập trung thành một nhóm, group anti-fan, có những hành vi kêu gọi tẩy chay đối tượng. Hai khái niệm này không mới chút nào, nhất là ở thời đại mà người người có thể trở thành influencer và nhà nhà có thể trở thành anti-fan. Nhưng vẫn phải nhắc lại để làm rõ rằng mối quan hệ influencer, anti-fan ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là đối đầu. Tuy nhiên, người nổi tiếng có fan chắc chắn sẽ có anti-fan, có khác chăng là cách ứng xử giữa influencer với anti-fan mà thôi. Là influencer, để có được lượng fan nhất định là một điều rất khó. Họ cần phải cho người khác thấy mình có năng lực thực sự, hoặc có lối sống đẹp và truyền cảm hứng vân vân và mây mây. Nhưng để bị anti thì không khó chút nào, dù có những lý do khó hiểu cùng cực. Nhìn mặt thấy không ưa. Tẩy chay. Có phát ngôn hay status nghe không thuận tai. Tẩy chay. Bị đào, lại hành động không đúng mực khi còn chưa nổi tiếng. Tẩy chay. Vướng nghi vấn trà xanh, tu ép đây. Càng phải tẩy chay. Kết quả khi gõ từ khóa antifan và anti lên Facebook. Nói chung là có đến đến mai cũng không hết những lý do mà netizen ghét bỏ ai đó. Và sự thật là influencer càng nổi tiếng. Có sức ảnh hưởng và lượng fan càng nhiều thì nhiều khả năng cộng đồng anti fan càng hung hãn và đông đảo. Ngược lại, yêu ghét ai đó là những cảm xúc rất đời thường. Thậm chí người ta còn đùa rằng, tình bạn thân thiết thường xuất phát từ việc cùng ghét ai đó cơ mà. Vậy nên, influencer không thể trách móc nếu ai đó ghét mình về mặt cảm xúc. Trào lưu lập group anti fan dù không được ủng hộ, nhưng lại nở rộ trong vài năm gần đây đã khiến dân tình phải công nhận rằng. Dường như bây giờ quá dễ để một ai đó bị anti. Và cũng chính vì vậy, người ta được chứng kiến những cách ứng xử của Influencer với Anti-fan. Nếu may mắn, ồn ào sẽ qua đi, Influencer mất đi một số ít followers và lần sau không dạy gì đụng vào ổ kiến. Nếu không may mắn, Influencer sẽ đối diện với khủng hoảng, thậm chí bị tẩy chay, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh đang xây dựng cũng như hợp đồng với nhãn hàng, trở thành vết đen về sau. Mỗi người nổi tiếng có một cách khác nhau nếu gặp anti-fan, nhưng về cơ bản, đây là những cách phổ biến. Tham gia phim mất tích mà chẳng cần các tin, hàng hằng, hot tạp hóa đình đám một thời là ví dụ điển hình. Nhắc mới nhớ, hàng hằng đã biến mất không chút tâm hơi tròn một năm kể từ vụ lộ hình ảnh nhạy cảm của Trang Lu. Ở thời điểm đó, hàng hằng vốn thị phi nên càng nhận về thêm nhiều chỉ trích dữ dội có không ít thuyết âm mưu cho pha biến mất của gái sinh nhưng từ đó đến nay sự tò mò của Nettiren vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Điều tương tự cũng đang diễn ra với Hải Tú sau nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo châm chia tay. Hằng Hằng và Hải Tú lựa chọn phương án im lặng trước làn sóng anti fan. Ngó lơ, không quan tâm, phương án này có lẽ được nhiều người nổi tiếng áp dụng nhất. Sau khi diễn ra sự việc gây ồn ào, họ vẫn online đều vẫn chụp ảnh sống ảo và viết cáp đăng phây, nhưng không đã động gì đến anti-fan hay những bình luận ném đá, xem như đó là chuyện của người khác chứ không phải mình. Quỳnh Anh xin lựa chọn cách này khi bị đào lại ảnh chết in cùng sao biển Phú Quốc. Trong khi khắp nơi dần dần ảnh của mình kèm những lời chỉ trích, Quỳnh Anh xin không có bất cứ phản ứng nào dù vẫn online và đăng ảnh đều đặn. Bức ảnh bị chỉ trích của Quỳnh Anh xin. Đáp trả lại anti-fan căng cực, Chẳng ai vui vẻ gì khi bị ném đá và tẩy chay, các influencer cũng vậy. Tuy nhiên thay vì bình tĩnh giải quyết vấn đề, một vài người nổi tiếng sẽ không ngại phản pháo và đáp trả gây gắt, căng thẳng. Ngọc Thảo được xem là gương mặt vàng trong làng influencer ở khoảng sẵn sàng, xù lông, với anti-fan, màn quà và A trong ảnh là ví dụ. Ngọc Thảo không ngại đốc chát với anti-fan. Một gái sinh khác cũng luôn bật mốt căng thẳng với anti-fan là Linh Ngọc Đàm. Hot Streamer được biết đến với tính cách thẳng thắn, có lẽ vì vậy mà cô nàng áp dụng luôn vào mối quan hệ với những người không ưa mình. Một tình huống cụ thể là khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung với tư cách người nổi tiếng, đàm tổng đã bị Antifan bắt bẻ, bây giờ mới góp à trị. Chẳng ngần ngại, Linh Ngọc đàm thẳng thắn, đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nữ streamer muốn ám chỉ ai tiểu nhân và ai quân tử, mọi người đều tự có câu trả lời rồi thái độ cực căng của Linh Ngọc Đàm dành cho Antifen. Hay mới nhất là pha xử lý khá công kềnh của Kiên Hoàng khi gặp Antifen. Cụ thể khi bị một dân mạng chê PA lố và giả trân, hot đát này đã gọi người tố là lũ trẻ con. Đương nhiên cách xưng hô có phần thiếu tôn trọng này đã nhận lại phản ứng dữ dội từ netizen, nhất là Antifen. Ngay sau khi vụ việc trở nên ồn ào, Kiên Hoàng đã lên tiếng giải thích cho biết phát ngôn trong lúc thiếu bình tĩnh và sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên hành động vớt vát không có tác dụng. Trên Facebook ngày càng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều về kiên hoàng, đi kèm những từ ngữ gây gắt. Kiên hoàng và story gọi anti-fan là lũ trẻ con. Có thể giải thích rằng influencer cũng chỉ là người bình thường, có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố và có quyền bày tỏ cảm xúc. Nhưng mà các influencer ơi, đừng quên các bạn là người nổi tiếng, mọi lời nói và hành động đều có thể tác động đến rất nhiều người, bao gồm chính các bạn nhé thẳng thắn phản bác, kiên nhẫn đối chất, một cách đáp trả khác là quyết tâm làm hai năm giỏ mười với Antifen. Antifen nói tin đồn A, à, Influencer làm rõ tin đồn A, à, dùng lý lẽ và bằng chứng để chứng minh tin đồn không có thật, mình không phải như thế. Cách ứng xử này của Influencer đủ để cho Antifen biết rằng không phải muốn nói gì cũng được. Nếu khéo léo, Influencer có thể còn được cộng điểm về màn đối đáp chính chắn và ra vấn đề. Đỗ Khánh Vân, gái sinh từng điêu đứng vì anti-fan đã làm rõ ngọn ngành khi bị gọi là trà xanh, nhắn tin nhõng nhẽo với bạn trai người khác. Mới đây, Trinh Phạm lại kiên nhẫn đối đáp công khai khi thấy một dân mạng cho biết Get beauty blogger này nhất Việt Nam vì toàn PR, sản phẩm dùng không da gì cũng khen nức nở. Chưa xét đến những ồn ào khác của hai gương mặt này, nhưng rõ ràng, cách xử lý của họ ở hai tình huống kể trên đã ghi điểm trong lòng dân mạng. Đỗ Khánh Vân và Trinh Phạm là hai nhân vật cương quyết làm rõ tin đồn, bình luận của antifen Trường hợp đặc biệt, đến tận nhà anti-fan giải quyết, quay clip căng đét và lập biên bản nhưng kết quả ông hòa giải và thành bạn thân như Hương Giang. Đến tận lúc này, đoạn clip của nàng hậu với anti-fan ngày nào vẫn để lại nhiều câu hỏi cho các thám tử mạng. Sau tất cả, dù ồn ào với anti-fan ra sao, điều sơ làm cuối cùng thường là xin lỗi đây thường là lời xin lỗi gửi đến fan, những người quan tâm mình, đến gia đình. Có điều xin lỗi cũng có thích, có tha. Bởi không phải cứ nói xin lỗi xong là xong, nếu không khéo và làm cho có, kiểu nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa, thì chẳng ai chấp nhận cả mà còn gây tác dụng ngược và bị ghét thêm. Vì vậy đối mặt với anti-fan, influencer nào làm cho số người ghét mình ngày càng ít đi mới thực sự giỏi. Vinh Gấu, từng là quản lý của Linh Ca và đang quản lý Hot Girl, chứng Trần Thanh Tâm, hai cái tên gắn với không ít thị phi, lượng anti-fan đáng kể cho biết. Theo mình nghĩ khi gặp anti-fan, các influencer và girl phải bình tâm suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra phát ngôn. Vì trong tình thế đó họ rất dễ mất bình tĩnh, thường đưa ra những chia sẻ sai lầm, dễ gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh trong tương lai, nghiêm trọng hơn là có thể bị tẩy chay ngay lúc đó. Vậy nếu rơi vào tình cảnh đó, tốt nhất là nên im lặng và chứng minh bằng nhiều hành động tích cực hơn. Tất nhiên nếu người nổi tiếng đủ kiến thức, đủ bằng chứng thuyết phục thì hãy lên tiếng, nhưng cách thức không phải đáp trả hơn thua mà là chia sẻ nhẹ nhàng. Nhưng mình nghĩ dùng hành động để thay đổi dần suy nghĩ của Antifan về bạn vẫn tốt hơn. Trong một số trường hợp, cái tôi có thể giết chết bản thân bạn nên hãy bình tâm trước khi quyết định bất cứ điều gì. Vinh Gấu và Trần Thanh Tâm Lê Bóng Hot TikToker đang có 6,2 triệu follower và có không ít lần khiến dân mạng tranh cãi chia sẻ cách đối diện với anti -fans. Vì bóng là cơ lờ, vệ cờ có anti là không thể tránh khỏi, tuy nhiên các bạn có thế đế ý, fan hay anti-fan đều có chung tư fan. Bản thân bóng đến thời điểm hiện tại cũng chưa tư nere có như nere phát ngôn tiêu cư cờ đối với y fan của mình. Thay vào đó bóng chọn cách thế hiện nờ để họ thấy, dù có như Nere khiếm khuyết cơ thế thì bóng vẫn luôn cố ca Nere làm nọ y dung tốt hơn, để Antifan công nhạ nờ tài năng của mình. Bóng cũng nghĩ rằng, Antifan chính là như Nere người bạn tốt, vì luôn nói ra sư thà tờ để mình hoàn thể nợ bản thân, nên các bạn ý không hề xấu trong ma tờ bóng. Đó cũng chính là lý do mà không khéo khi đối diện với Antifan không hề nằm mờ trong tư điển của Lê Bóng. Họ là bạn mà, nếu họ làm mình buồn thì mình chọn cách im là Nere, nếu họ đối xử tốt với y mình thì mình đối xử tốt với họ. Cái tôi là giá trị rất quan trọng đối với y mỗi cơ lờ, nó giúp cơ lờ tạo dấu ấn riêng để mọi người nhớ đến. Thế nên bóng cũng sẽ luôn biết cách dư gìn cái tôi của bản thân, không để như Nere yếu tố khác ảnh hưởng quan điểm của Lê Bóng khi được hỏi rằng có nên chấp nhận mất cái tôi để nhìn Antifan hay không. Lê Bóng Giữa khủng hoảng với Antifan, nhiều influencer rất dễ, xa lầy, không biết phải làm gì mới là đúng đắn. Câu hỏi, tôi phải làm gì đây, trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. Đừng tự lao vào đống hổ lốn tiêu cực của Antifan, đọc và rép bình luận ném đá của Antifan, thanh minh tin đồn và thậm chí là chửi lộn với Antifan là những hành động cực kỳ tồi tệ cho cả tâm trạng influencer lẫn hình ảnh của họ. Lúc đó không những không giải quyết quyết được vấn đề mà chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn vì vậy hãy làm mọi cách để tránh xa antifen cho đến khi bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ càng và chỉ lên tiếng một lần duy nhất, bất cứ người nổi tiếng nào cũng có thể vướng lùng sùng với antifen, nhưng người không ngoan thì luôn có cách giải quyết dứt điểm bằng ba từ khóa, chân thành, thẳng thắn và mạnh mẽ. Sau lần lên tiếng rõ ràng và duy nhất này, in phần sơ tuyệt đối không lèm bèm, đôi co hay thêm thắt bất cứ điều gì. Nói dài, nói dai thành ra nói dại nên chỉ cần bạn nói đúng và đủ là được. Nhờ sự trợ giúp của người có kinh nghiệm, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, họ sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát và tích cực hơn về tình huống, đồng thời đưa ra giải pháp và cách xử lý mà bạn chưa tìm ra. Lúc này, bạn cần ai đó làm truyền thông hỗ trợ như nhà báo, chuyên gia về hình ảnh, xây dựng thương hiệu cho người nổi tiếng hoặc là influencer nào đó mà bạn chơi thân cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Tạm kết Việc bạn yêu ghét một người thì không ai cấm nhưng antifan cũng phải biết thế nào là đúng mực và không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống cá nhân của người khác. Còn các influencer, luôn nhớ rằng mỗi phát ngôn, động thái của bạn đều liên quan trực tiếp đến hình ảnh của mình. Bản thân sức ảnh hưởng của bạn cũng được tạo nên một phần từ chính sự quan tâm, yêu mến, góp ý cũng như sự khắc khe của người theo dõi. Vậy nên, hãy có cách ứng xử hợp tình hợp lý, kể cả phan lẫn fan. Ảnh tổng hợp